Chỉ có đọc kinh ngồi thiền trong lúc này thôi thì mọi chuyện ấy, nó làm cho mình tâm nó hạ xuống, tinh thần nó giảm đi cái sự stress, sự áp lực của cuộc sống, của đời sống hàng ngày mình đang phải đối diện, nhất là việc làm, tiền bạc, vật giá leo thang, săn nhớt, buôn bán, làm ăn không có được. Ừ, bán vé số bây giờ cũng bán ế, tại vì người ta nghèo, người ta đâu có tiền đâu ta mua vé số, mà có nhiều khi chúng không biết có chỗ vé số có tiền chung không nữa. Papaya nói hồi bác chính qua Mỹ có rước chú về Việt Nam không? Bác chính qua đây á, gặp mấy thằng nịnh Việt kiều Mỹ nhiều quá, chú thì cái tánh không có thích nịnh cho nên không có biết nịnh hót, cho nên mấy thằng nịnh nó nhiều quá, chú chắc không biết bác chính tên ai. Tại vì muốn mời công ty Mỹ thì mình phải có uy tín, và mình ở đây mình phải có cái tiếng nói của Mỹ thì mình mới mời Mỹ. Còn mấy thằng nịnh hót ở đây á, nó làm không có được tích sự gì á, mà nó nói nó có một nó nói mười á, nó chính miệng nào chính đâu có biết, nên thôi chú cũng bó tay luôn á, nó sẽ làm hư cái chuyện của người khác chứ không phải là nịnh mà lại không hư cho nước Việt. Hư nước Việt á là những thằng đó là gì, nó ăn cắp IP, nó có cái sổ về đen của Mỹ rồi. Thì bác chính nghe mấy thằng đó có nghĩa là bác chính nghe mấy thằng đồng phạm đó. Đi ăn cắp IP của Mỹ, đi Việt Nam mở công ty, cái mở đâu Thủ Đức á, rồi cái đem mấy cái đồ qua Mỹ bán chợ đen, trong khi là cho nên Mỹ nó ghét, mà nước Việt Nam mình chứa chấp với những người mà ăn cắp mấy cái gọi là IP của Mỹ á, là cả nước mình cũng bị tiếng xấu lây chứ đâu phải là không đâu. Cho nên mấy lãnh đạo phải có chánh kiến nữa, phải coi coi mấy thằng Việt kiều nào, thằng nào nịnh, thằng nào thiệt. Qua đây to gặp nịnh nhiều không? Thứ thiệt người ta không có, người ta không dám lú đầu ra, lú đầu ra nó cũng không lại mấy thằng nịnh nữa. Lâu lên đây ngồi hàn huyên nói chuyện với quý vị buổi chơi, quý vị cũng đừng có trông kiệt gì tự gì, thì cũng đang gầu đang chờ sư phụ xuất hiện chứ mới giải quyết được mọi vấn đề cho nước Việt, cho thế giới của mình nó bình an gió lẹ. Chứ giờ Kiệt cũng như gần, không phải là như quý vị nha, Kiệt cũng có cách thiền tu tập của Kiệt, Kiệt cũng giữ cái tâm rất là bình thản, nhưng mà Kiệt thấy nhiều người không có bình thản á, nhắn tin Kiệt hoài Kiệt cũng thương, thì thành ra cũng kéo theo. Thì Kiệt cũng mong ngày nào ở trên cha mẹ cho Đức Thầy sớm xuất hiện để mọi người trụ lại cái tinh thần. Nó kỳ cũng như vậy thôi à, ngày nào cũng gãi đầu ra cái võng ngoài, cái võng ở trên núi đó, nằm ca vu vơ. Trẻ Việt nói đúng, đọc kinh ngồi thiền lại Phật sám hối sẽ thay đổi vận mệnh tốt đẹp. Đúng, nước Việt khổ hoài, khi nào bớt khổ vậy chú? Khi nào Đức Thầy xuất hiện nước Việt mình mới hết khổ, nếu không á là cả, chú đã nói những cái clip hồi cũ rồi, nó cũng sẽ như tàn tàn vậy nè, cũng giống như người người zombie vậy đó, chết chết mà sống không sống, cực 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 hừng vậy đó.
chú ơi ca một bài đi chú. Nãy giờ chú nói chuyện cho chú nghĩ mệt chút, chú cũng đang bị xỉn hết. Bệnh đầu mùa khỉ có bùng phát không chú? Đang ở Phi Châu mà. Phi Châu á phải chịu nhiều cái khổ là sao? Mỗi Phi Châu rồi qua tới Nam Mỹ